Hãy
vô một cái ở làng này không? Đất trên đấy nó rẻ. Đất trong này nó mắc, học phí nó cao. Quê mà nước có ruộng có rồi rồi nó giờ nó phát triển lên, nó ăn theo thằng Sứ Tiên đấy. Trước đây việc họ gái vô toàn vườn cao su làm khi đại học nó có đấy, sinh viên nó đến đông quá xa rồi, nhà cái xe đủ các kiểu, giờ lên thành phố nữa. Trước cái đất đấy ai mua? Cứ gọi đấy đám binh sĩ ở dưới này lên mua ở Tam Phú Thủ Đức này, xưa nó còn gặp tới đầu gối mà rẻ, mà giờ rơi vô đây đỏ lửa đủ nữa, không ai sống gặp lụt trọ này, mưa thôi là đã gặp rồi, sống cố khổ nó rẻ, nó là thành thanh thanh đa bán đảo, cứ mà chưa bị nhậu á là cứ rút suối tới lòng sông luôn, rồi chiều 5-6 giờ là nước nó tàu dồn lên cả 2 mét, hay lắm, dồn tao ngồi dậu gác được hơi cái tay được mới quán bờ sông rồi thanh đa chạy dậu tí hồi nước nó lên tới chân uống nước toàn ăn nhậu. Tuy nhiên là đi chỗ khác nó mắc, vô đấy cứ 200 ngàn con khách đã được nhân sự thêm cũng biết là phải nhậu hồn cộng 500 chỗ khác nhậu nhậu